Các bạn thân mến, rất vui vì được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần livestream này, ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị rất là hy vọng các bạn đã có thể dành một chút thời gian của mình để có thể lên đây và chúng ta sẽ cùng với nhau học ở trong buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Các em ơi, các bạn đã lên xem phần livestream này cùng với chị chưa? Buổi tối ngày hôm nay, mến, rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những thứ thú vị để chúng ta có thể học với nhau ở trong buổi tối này. Và chị rất mong là các bạn đã có thể dành một chút thời gian hiếm hoi của các em cho chị, để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một số những vấn đề liên quan tới văn học ở trong buổi tối này nhá, được không nào? Em được lên fan cứng rồi à? Kiểu cảm giác niềm vui khôn tả nhỉ, đúng không? Rồi, các bạn ơi, hãy gửi lời chào tới chị nhá. Và nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần video clip này, bởi vì sau khi mà video clip này, phần livestream này kết thúc Thì cái video clip này sẽ không còn được lưu lại ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên nữa. Nên chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể hy vọng là các em đã có thể lên để chúng ta chia sẻ về những vấn đề ở trong ngày hôm nay. Ok, xin chào Nguyên Nguyệt. Thanh Lam ơi, sao lại không nghe tiếng nhở? Chị vẫn cảm thấy khá là ok ấy, nên là các bạn sẽ xem lại giúp chị xem sao nhá, được không nào? Kem ơi, các bạn đã lên chưa? Kem đã lên chưa nhở? Các bạn đã lên chưa? Vẫn thích dạy nghe giọng chị Hiên như ngày nào à? Rất là cảm ơn em, cảm ơn Khánh Ly, bởi vì vẫn quan tâm tới chị như thế và vẫn yêu thích giọng nói của chị. Đấy cũng là một cái điều mà chị cảm thấy rất là tự hào, được không ạ? Các bạn ơi, nếu như mà các bạn đã lên xem phần livestream này rồi thì nhanh chóng gửi lời chào tới chị để chúng ta sẽ bắt đầu buổi tối ngày hôm nay nhá. Hứa hẹn sẽ là một buổi tối rất là thú vị, được không ạ? Hứa hẹn sẽ là một buổi tối rất là thú vị. Và chị hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này, nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình trước khi mà video clip rất là quan trọng này bị ẩn đi, được không nào? Ok, xin chào Thanh Thảo, xin chào Minh Ánh, xin chào Minh Luyến, xin chào Tiến Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Kệ các bạn thôi, các bạn vào sau thì sẽ xem sau, được không ạ? Các bạn vào sau thì sẽ xem sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau. Các bạn thân mến, thường thì chúng ta làm về nghị luận văn học, nhưng chị không biết là các em đã bao giờ tự đặt ra một câu hỏi rằng là nghị luận văn học là gì chưa? Đây là một cái câu hỏi mà chị rất là muốn hỏi các bạn. Bởi vì là từ trước đến giờ các em đã học và làm rất là nhiều bài mà các em gọi là nghị luận văn học rồi, phải không? Chúng ta đã học rất là nhiều và viết rất là nhiều các cái bài mà chúng ta gọi là nghị luận văn học.
Nhưng mà chị tin chắc một điều rằng là không phải bạn nào cũng bỏ thời gian của mình ra để nói rằng là gì ạ? À là đây là nghị luận văn học là như thế này, như thế kia. Chị tin chắc một điều là như vậy. Đôi khi chúng ta không hiểu về người đó, thế nên tất cả những cái gì mà chúng ta làm cùng với người đó đều rất là sai lầm, phải không ạ? Đều rất là sai lầm. Thế nên một trong những cái việc đầu tiên để chúng ta bắt tay vào làm một công việc gì đó, đó có thể là một công việc, đó có thể là việc các em chinh phục một người, đó có thể là việc mà các em làm, thì suy cho cùng, điều quan trọng nhất là việc các em cần phải hiểu nó là cái gì đã. Điều này rất là quan trọng, được không ạ? Thế nên bây giờ chị đang muốn dành cho các bạn một cái câu hỏi ở đây, đó chính là theo các bạn hiểu, theo ý của các em hiểu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghị luận văn học của chúng mình là gì? Được không ạ? Nghị luận văn học của chúng mình là gì? Đây, bây giờ chị đang muốn dành cho các bạn câu hỏi này. Hãy trả lời bằng những từ khóa. Bởi vì nếu như mà các bạn học văn bằng từ khóa thì các bạn sẽ ghi nhớ nó rất là nhanh. Được không nào? Thế nên hãy học văn bằng từ khóa. Nghị luận văn học. Rồi, các bạn ơi, nếu như tôi có một cái phạm trù mà tôi gọi là vấn đề văn học. Được không ạ? Nếu như tôi có một cái phạm trù gọi là vấn đề văn học thì nghị luận văn học ở đây chính là cái gì ạ? Là cái quyền mà tôi được phép bày tỏ những cái ý kiến, những cái quan điểm của tôi. Những ý kiến, những quan điểm của tôi. Và tôi sẽ thể hiện nó bằng một đoạn văn hoặc là một bài văn. Ok không nào? Nhá, tôi có vấn đề văn học. Tôi có những cái ý kiến quan điểm mà tôi muốn trình bày về cái vấn đề văn học đó. Thì ở đây lại một cái khái niệm nữa được đưa ra mà chị rất là phân vân ở đây. Đó là theo các bạn thì vấn đề văn học là gì? Các bạn định nghĩa thế nào là vấn đề văn học? Các em định nghĩa thế nào về vấn đề văn học ạ? Vấn đề văn học là gì? Lại một câu hỏi tiếp theo. Hãy nhanh chóng, được không nào? Hãy nhanh chóng vào xem cái phần livestream này và tương tác với chị nhiều hơn nhé. Bởi vì ngày hôm nay phần mà chị muốn chia sẻ với các bạn là một cái phần rất là quan trọng. Thế nên là chị hy vọng là các bạn sẽ trân trọng cái cơ hội này. Bởi vì khi mà chúng ta trân trọng cơ hội thì mọi cái cơ hội chúng ta có thể đạt được thành quả hay không, nhưng trước tiên phải trân trọng nó đã. Được không nào? Thế nên bây giờ điều mà chị muốn hỏi các bạn tiếp theo ở đây, theo các bạn thì vấn đề văn học là gì? Được không nào? Vấn đề văn học là gì theo các em? Vấn đề văn học là gì? Vấn đề văn học là gì ạ? Khi nào thì người ta gọi đấy là một cái vấn đề? À, khi mà chúng ta chưa giải quyết triệt để này, phải không ạ? Khi mà trong nó vẫn còn bao chứa những cái giá trị khác này, phải không ạ? Mà chúng ta muốn bóc tách nó ra thì đó người ta gọi là một cái vấn đề. Nếu như mà giải quyết được xong rồi, tất cả mọi thứ đã ok rồi thì không còn gọi là vấn đề nữa. Được không nào? Thế nên vấn đề văn học ở đây hiểu ở trong cuộc sống thì là như vậy. Nhưng mà ở trong văn học thì ở đây chị có thể chia ra phân loại một cách theo ý của chị để các bạn có thể làm được, các bạn có thể ghi nhớ một cách tốt nhất nhá. Được không nào? Chị thường ấy sẽ chia thành hai dạng là thơ và văn xuôi. Bởi vì là ở trong văn học viết thì chúng ta có hai cái dạng chính này, thơ và văn xuôi. Ok chưa ạ? Ở trong thơ chị có thể chia ra thành những cái vấn đề, ví dụ như là một đoạn thơ. Đúng không? Trên là một câu thơ, nhỏ hơn là một câu thơ hoặc là một bài thơ. Đúng không nào? Ví dụ là như vậy. Được chưa ạ? Thế còn văn xuôi thì chúng ta lại chia ra thành các cái dạng khác nhau, ví dụ như là truyện ngắn này, kịch này, ký này, tùy bút này. Rồi tiếp đó các bạn lại chia tiếp, chia tiếp, chia tiếp. Hiểu ý chị muốn nói không? Vì trong truyện ngắn thì chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có nhan đề này. Đúng không ạ? Chúng ta có chi tiết này. Chúng ta có tình huống truyện này, có nhân vật truyện này, phân đoạn truyện này. Các em hiểu cách đấy không? Tức là chúng ta sẽ chia nhỏ hơn để chúng ta biết được rằng là à, đây,
Đây chính là những cái vấn đề văn học mà tôi cần phải đi bóc tách, tôi cần phải đi làm rõ. Ok không ạ? Đấy, vấn đề là như vậy. Trước tiên là các bạn phải hiểu là các em cần phải làm cái gì đã. Được chưa? Trước tiên là cần phải hiểu, cần phải làm cái gì đã. Còn thậm chí bản thân mình còn không hiểu về người ta, mình còn không biết là người ta là như thế nào, đúng không? Thì làm sao mà mình có quyền mà mình có thể gọi là theo đuổi người ta được? Không hiểu người ta làm sao mà theo đuổi được, không hiểu người ta làm sao mà có những cái phương pháp phù hợp để mà chiến đấu trong một cái cuộc kháng chiến trường kỳ như thế được, đúng không? Thì học văn cũng như thế. Trước tiên các em phải hiểu là các em cần phải làm gì đã, được không nào? Và có một cái điều cần nữa mà các bạn luôn biết nhưng mà các bạn lại không bao giờ để tâm. Chị đố các bạn biết trong học văn đấy, có một cái điều mà các em luôn cần nhưng mà các bạn lại không bao giờ quan tâm, đó là điều gì? Nào, các em ơi, tương tác với chị nhiều hơn nhá. Nếu như mà các bạn mà không bình luận, không comment, không tương tác với chị thì thôi, có lẽ là chị nghĩ là chị nên dừng lại cái phần phát trực tiếp ở đây, vì chị cảm thấy nó không hữu ích cho các em. Vì không hữu ích thì các bạn mới không tương tác chứ, đúng không? Còn nếu mà nó hữu ích thì các bạn đã tương tác với chị rồi. Nên là nếu mà các em không tương tác nhiều thì thôi, chị nghĩ là chị sẽ không chia sẻ nữa, mà chị chỉ nên dành những cái đấy cho chị chỉ nên dành những cái đấy cho các bạn học sinh lớp online của chị thôi. Còn các em thì thôi. Hiện tại thì chị đang có một cái cuốn sổ tay nghị luận xã hội khá là thú vị. Ở trong đây cũng có những cái phương pháp làm khá là mới mẻ. Và chị nghĩ là nó sẽ được giúp ích được cho các em rất là nhiều. Với mức giá sách hiện tại là 149.000. Được không ạ? Nên là chị nghĩ là nó cũng khá là ok, các em có thể tham khảo. Được không nào? Nhá. Nhanh không cháy sách. Rồi, các bạn ơi, chị đang nói với các bạn là đây có một cái vấn đề mà các bạn luôn cần nhưng mà không bao giờ các bạn quan tâm. Đó chính là gì ạ? À, đó chính là các bạn luôn luôn mong muốn có một bài văn hay. Những ai ở đây mong muốn điều này ạ? Các em, những ai ở đây mong muốn điều này ạ? Những ai ở đây mong muốn rằng là mình sẽ có được một bài văn hay? Hãy nói cho chị biết. Những ai ở đây mong muốn rằng là mình sẽ có một bài văn hay ạ? Hãy nói cho chị biết. Ok, đó có thể là dẫn chứng, đó có thể là chi tiết, nhưng đấy không phải là cái mà chị đang muốn nói tới. Điều mà chị đang muốn nói tới ở đây là ở đây có những ai đang mong muốn là mình sẽ biết được, viết được một bài văn hay ạ? Hãy cho chị thấy cánh tay của các bạn. Nào, hãy cho chị thấy cánh tay của các em. Những bạn nào mong muốn? À rồi, Trúc Nguyễn này. Chị đọc tên một số bạn để lấy may mắn nhá. Thắng Men Đen này, Lê Thị Huyền này. À, hay mà còn phải đúng nữa. Đúng rồi, chính xác. Nguyễn Diệp này, Nguyễn Thùy Hương này, Ngọc Thảo này, Phan Thùy Trang này, là những bạn mà mong muốn có được một cái bài văn hay, một bài văn đúng, và quan trọng nhất là một bài văn được điểm cao. Rồi Châu Quỳnh này, Diễm Quỳnh này, Yên Bằng này. Rồi, ok. Được không ạ? Đấy, có một cơ số các bạn là cần một cái bài văn hay, cần một bài văn đúng và cần một bài văn được điểm cao đây. Đúng chưa nào? Nhá. Nhưng mà các em có thừa nhận với chị một điều rằng là có nhiều khi ấy, có nhiều khi mà các bạn viết bài xong ấy, các bạn có không muốn đọc lại bài của mình không? Có nhiều khi mà các bạn viết bài xong, ví dụ như là thường bây giờ thì chúng ta sẽ gắn với những cái bài viết số, phải không ạ? Sau một khoảng thời gian, ví dụ như là ở 1 tháng chẳng hạn, hay là 2 tháng là mình có một cái bài viết số đấy, đúng không? Có một cái bài viết số đấy, nhưng mà bản thân mình còn đọc xong, viết xong cái bài viết số đấy rồi ấy, mình còn không muốn đọc lại cơ mà, phải không ạ? Mình còn không muốn đọc lại, mà mình kiểu như là gì ạ? À, không muốn đọc lại luôn. Không muốn đọc lại luôn. Có nhiều bạn như thế không? Có bạn nào như thế không? Đó, một cái bài văn mà chúng ta viết ra mà chúng ta còn không muốn đọc.
Thì tại sao các em lại muốn là thầy cô các em phải cho các bạn điểm cao? Đừng mơ mộng viển vông gì nữa. Bởi vì thậm chí chúng ta còn không yêu điều mà chúng ta đang làm cơ mà. Mà đặc biệt đối với một cái môn mà giống như là môn văn ấy, là một cái môn đặc thù nghiêng nhiều về mặt cảm xúc ấy, thì rõ ràng là khi mà chúng ta làm nó mà chúng ta không yêu ấy, thì cái kết quả mà chúng ta nhận được nó cũng không không nó cũng sẽ ngang bằng với những cái gì mà chúng ta bỏ ra thôi, được chưa ạ? Thế nên là một trong những cái điều rất là quan trọng là các bạn phải có được một cái nhận thức rõ ràng về việc là cái bài văn đấy có đúng hay là không, và cái bài văn đấy có hay hay là không. Đừng để trường hợp viết ra một bài văn rồi mà không biết nó có đúng hay là không, không biết nó có hay hay là không. Thậm chí đọc một bài văn mẫu, tham khảo những bài văn mẫu ở trên Google ấy, thì còn không biết là phần nào nên đưa vào có phù hợp hay không, cái bài văn đấy có hay hay là không, mà chỉ tự quan niệm một điều rằng là những bài văn trên mạng đã là hay rồi, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Trời ơi, tại sao lại có thể như thế được? Tại sao lại có thể suy nghĩ một cái cách mà nó rất là thiển cận như vậy được? Đúng không nào? Và ngày hôm nay chị sẽ cùng với các bạn phân loại. Thế theo các em nhá, đối với nghị luận văn học bây giờ ấy, thì chúng mình có những dạng chính nào? Chúng mình có những dạng chính nào vậy nhờ các bạn nhờ? Chúng mình có những dạng chính nào? Hãy nói cho chị biết nào. Chúng mình có những dạng chính nào ạ? Nào hãy nói cho chị biết, chúng ta có những dạng chính nào đấy? Theo các bạn. À, chúng ta có những cái dạng chính trong nghị luận văn học được nhắc tới. Thứ nhất, cái dạng rất là đơn giản, đó chính là dạng phân tích. Ok không? Dạng thứ hai mà chúng ta có là chứng minh nhận định. Dạng thứ ba mà chúng ta có là dạng so sánh. Tiếp theo là dạng liên hệ. Và cuối cùng chúng ta có dạng nâng cao. Được không nào? Nâng cao ở đây thì có thể chia ra thành các dạng khác nhau. Được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau xử lý cái đầu tiên nhé. Đó chính là cái dạng phân tích này. Chúng ta sẽ cùng nhau xử lý. Chúng ta luôn luôn thừa nhận một điều rằng là bài phân tích ấy, nó là một cái bài tiên quyết. Nó là một cái dạng tiên quyết để quyết định cái việc các bạn làm những cái dạng đề tiếp sau đây ở phía sau có đúng hay là không và có hay hay là không. Được chưa nào? Thế nên là chị rất là muốn chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái dạng phân tích này với một cái đề mà chị nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ cảm thấy thích thôi. Được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đề bài như sau. Phân tích. Đoạn thơ sau. Hay là cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau. Thì đó chính là cái dạng đề công thức mà chúng ta có ấy. Được không ạ? Dữ dội. Và dịu êm. Ồn ào. Và lặng lẽ. Sông không hiểu nổi mình. Sông không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bề. Sóng tìm ra tận bề. Ok chưa ạ? Ví dụ là như vậy. Các em ơi, các em nhìn rõ không? Chị nghĩ nó cũng khá là ổn rồi đấy. Các bạn ơi, các em có nhìn rõ không ạ? Ok đúng không? Rồi nhá. Được không nào? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bề. Đây là một trích đoạn trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đây là một trích đoạn trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Trước khi mà viết một cái bài văn nào đấy ấy, thì chị thường dành khá là nhiều thời gian để chị tìm hiểu về những cái yếu tố liên quan tới tác giả này hay là những cái yếu tố liên quan tới bài thơ này. Bởi vì chị hiểu rằng là đặc biệt đối với phân tích thơ
thì một trong những cái yếu tố quyết định đó chính là về mặt cảm xúc. Chúng ta có nội dung đúng nhưng mà cảm xúc ở trong cái việc viết bài cũng rất là quan trọng. Thơ thì khác, phải không ạ? Thơ thì khác với văn xuôi bởi vì thơ rất là cô đọng và hàm xúc. Nhiều khi các bạn cực kỳ là đau đầu, các bạn bảo là ơ, tại sao có mấy dòng như thế thôi mà bắt người ta phải viết nhiều thế, làm gì mà viết tận 2-3 tờ giấy thì ghê thế. Nhưng mà không, thật ra là ở trong mỗi câu, mỗi từ, mỗi chữ ở trong mỗi bài thơ thì đều hàm chứa những nội dung khác nhau. Và chúng ta phải thừa nhận một điều rằng nếu như mà các bạn cảm nhận được về những cái giá trị ở trong thơ về mặt nội dung và nghệ thuật thì chắc chắn là các bạn sẽ viết cái bài đó rất là tốt, cộng thêm với việc diễn đạt trôi chảy nữa. Thì những cái dữ liệu mà chị hay tìm hiểu để bắt đầu làm một cái bài phân tích là gì? Thường bao giờ chị cũng sẽ dành thời gian để, đây, khâu đầu tiên, bao giờ chị cũng sẽ dành thời gian để tìm hiểu. Tìm hiểu về gì ạ? Tìm hiểu về tác giả. Sau đó tôi sẽ chọn ra những cái điều ấn tượng nhất về tác giả. Để làm gì ạ? Để một lát nữa những cái phần ấn tượng nhất về tác giả tôi sẽ sử dụng cho phần mở bài, xen một chút vào phần thân bài và tôi có thể sử dụng ở cả phần kết bài nữa. Được không ạ? Tưởng rằng là không cần thiết phải học nhưng mà thật ra là cũng rất là quan trọng đây. Đúng không nào? Tôi vẫn còn nhớ nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ là chồng của Xuân Quỳnh, chính là tác giả của bài thơ này, từng viết ở trong bài thơ mang tên là bài thơ Nhà Chật. Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ, em của tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Nhà chật như khoang thuyền nhỏ hẹp giữa sông, vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống. Phải bỏ hết những gì không cần thiết, ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình. Khoảng không gian của anh và em, khi buồn bã, em không thể quay mặt đi nơi khác. Anh không giấu em một nghĩ lo nào được, ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui. Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi, bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió, bên cửa sổ của gian phòng nhỏ, mắt em xanh, thăm thẳm những chân trời. Chúng ta thấy rằng là nói về nữ sĩ Xuân Quỳnh, nếu như để lựa chọn ra một trong những cái đặc điểm tiêu biểu nhất hay là lựa chọn một cái gì đấy tiêu biểu nhất khi nói về người phụ nữ này thì tôi xin được mạn phép nói rằng đây là một nhà thơ mà gắn cả cuộc đời mình với thơ. Còn sống là còn viết, còn sống là còn yêu thơ. Hay nói cách khác, một trong những cái từ rất là đắt có thể sử dụng đó chính là sứ mệnh. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, mỗi người sẽ mang theo một sứ mệnh. Đối với Xuân Quỳnh, sứ mệnh của chị có lẽ chính là việc sống, là yêu và làm thơ. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bản thân nhà thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng thế, mang trong mình một cái hồn thơ. Hay nói cách khác, nói về phong cách nghệ thuật thì hồn thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng mang những cái nét tự nhiên, tươi tắn, giản dị, gần gũi tựa như hơi thở. Thế nhưng hãy luôn nhớ giúp chị một điều này các bạn ạ. Bên cạnh cái sự hồn nhiên, cái sự tươi tắn đó, chúng ta cảm nhận được một điều đó chính là gì nhỉ? Chúng ta cảm nhận được một điều là luôn luôn ẩn chứa trong đó là những cái lo âu của hạnh phúc đời thường. Phải không ạ? Luôn luôn có những cái âu lo của hạnh phúc đời thường. Có phải là bởi vì bao giờ cũng vậy, trước tình yêu, con người ta luôn sợ cái sự trôi chảy của dòng thời gian? Hay là đối với bản thân của Xuân Quỳnh, những cái nỗi lo thường trực như là mình sẽ già đi, xấu đi về nhan sắc, rồi thì cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với một người chồng tài năng như Lưu Quang Vũ chăng? Được không ạ? Thì hãy nhớ giúp chị điều này. Và chúng ta cũng có thể nhớ thêm một điều nữa về Xuân Quỳnh. Đó chính là cái đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn, đó là những bài thơ viết cho thiếu nhi và đặc biệt là những bài thơ viết về đề tài tình yêu. Nếu như mà xét Xuân Quỳnh ở trên một cái trục dọc trong lịch sử của văn học, chúng ta hoàn toàn có thể xếp Xuân Quỳnh cùng với những người nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng từ trung đại cho tới hiện đại như là Hồ Xuân Hương, như là Đoàn Thị Điểm, như là bà Huyện Thanh Quan. Và cả gì ạ? Chúng ta có thể cảm nhận được rằng là đây là một trong những người nghệ sĩ mà cực kỳ thành công khi viết thơ tình, viết về đề tài tình yêu. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhẹ.
Phải không ạ? Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhẹ. Và bản thân Xuân Quỳnh là một người như vậy, không phải màu mè. Lúc nào cũng bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Thậm chí còn tìm thấy cả cảm xúc trong những mối quan hệ mà người ta không bao giờ có thể nghĩ ra được là có thể nhìn thấy những cái mối quan hệ ở trong đó. Đúng không ạ? Chúng ta tìm nhìn thấy được những cái cảm xúc ở trong đó. Phải không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là thực sự là những vần thơ của Xuân Quỳnh đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu những cái xúc động. Đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu những cái xúc động. Khi nói về Xuân Quỳnh, người ta bảo rằng là một cái nhà thơ mà hồn thơ chưa bao giờ nguôi yên cả. Chúng ta có ở đó là gì ạ? Chúng ta có ở đó là hình ảnh của góc vườn đôi lứa, tổ ấm sáng đèn, vành nôi sơ tán, chiếc tá ban mai, lời ru thèm mặt đất, tiếng gà như nắng trưa, những bông hoa nghẹn hương, những cánh chuồn lạc bão, những thứ bé mọn thôi, vô nghĩa nữa, mà lại hằng nhen nhóm, cưu mang, chăm chút cả cõi đời. Chúng ta thấy được là ở trong thơ của Xuân Quỳnh bao giờ cũng thế, là những suy ngẫm trái tim đập sau làn áo mỏng về bàn tay ngón chẳng thon dài. Phải không ạ? Chúng ta thấy rằng là trong đó chúng ta có những dự cảm về nhà ga của sự chia ly, con tàu của khát khao đi, hồi hộp mỗi khi về. Và chúng ta thấy được ở đó là cỏ dại bị dày xéo, hoa dại bị bỏ quên, mây trắng mài phiêu bạt, lá vàng ngày một thưa, cỏ may thèm giữ mãi, hoa cúc muốn y nguyên, luôn luôn khắc khoải ở trong thơ của người nghệ sĩ này. Luôn luôn có những cái lo âu phấp phỏng thường trực. Và đó là những cái lo âu phấp phỏng hết sức đàn bà thôi. Được không nào? Thì đấy, ở đấy chị đã chọn ra một vài những cái chi tiết gọi là tiêu biểu nhất về tác giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có những cái thông tin về tác phẩm. Thì phần này các bạn sẽ tự tìm hiểu nhá. Ok không ạ? Chỉ cần nhớ một cái keyword giúp chị là vào năm 1967. Còn về mặt nội dung thì chắc chắn là các em phải tự tìm hiểu rồi. Ok chưa nào? Nhá, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Phần mở bài. Đối với giảng đề phân tích, chúng ta sẽ làm mở bài như thế nào? Theo các em, hãy cho chị một vài cái sự lựa chọn ạ. Hãy cho chị sự lựa chọn. Nào, các em vào mở bài như thế nào trong cái đề này? Các bạn ơi, các em định mở bài như thế nào với dạng đề này? Nào, ok, so sánh với tình yêu của một người con gái trong bài hát có được không ạ? Tất nhiên là được rồi, nhưng hãy lựa chọn những cái bài hát nó nổi tiếng một chút nhá, được không? Quen thuộc một chút thì chị nghĩ là sẽ tốt hơn. Ok, chị biết là trong cái phần đấy sẽ bằng là dẫn dắt cộng đặt vấn đề rồi. Công thức đấy là cái công thức mà chị thuộc hơn ai hết, được không ạ? Nhưng mà chị đang muốn các bạn cụ thể hóa cơ. Chị muốn là các em sẽ cụ thể hóa cơ. Nào. So sánh với bài hát Mặt Trời Của Em thì như là đấy là cái mở bài của học sinh lớp chị ấy. Học sinh lớp ọp, đấy là mở bài của bạn Dương Hiếu trong học sinh lớp ọp của chị. Bạn ấy thi cách đây 2 năm rồi. Học sinh lớp ọp của chị một cái mở bài rất rất là nổi tiếng luôn đấy. Đợt đấy cái trang văn học học văn còn lấy để đăng lên cơ. Đấy là mở bài của bạn Dương Hiếu, học sinh lớp ọp của chị. Rồi ok. Các bạn ơi, chị sẽ cho các bạn một số những cái mở bài tham khảo như thế này. Thường thì chúng ta có thể bắt đầu từ tác giả. Và như đã nói, chúng ta đã được cung cấp rất là nhiều những cái thông tin về tác giả ở trên. Được không ạ? Nhá, chúng ta đã có rất là nhiều những cái thông tin về tác giả ở trên. Và chị nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái đó để làm
Ví dụ như thế này. Ví dụ như thế này. Được không ạ? Tiến sĩ Chu Văn Sơn đã từng nhận xét về thơ của Xuân Quỳnh. Hai chấm mở ngoặc kép. Thơ Xuân Quỳnh là niềm đau đau giữa bình thơ Xuân Quỳnh là niềm đau đau bình an giữa thời tao loạn. Dù thơ Xuân Quỳnh là niềm đau đau bình an giữa thời tao loạn. Đó là hình ảnh của góc vườn đôi lứa, tổ ấm sáng đèn, vành nôi sơ tán, chiếc tạ ban mai, lời ru thèm mặt đất, tiếng gà như nắng trưa, những bông hoa nghẹn hương, những cánh chuồn lạc bão, những thứ bé mọn thôi, vô nghĩa nữa, mà lại hằng nhen nhóm cư mang, chăm chút cả cõi đời. Có lẽ chính vì bắt nguồn từ những điều giản dị như vậy, thế nên những tiếng thơ của nữ nghệ sĩ này bao giờ cũng đi vào trong trái tim của độc giả một cách rất dễ dàng, bình yên, êm dịu. Và thi phẩm Sóng chính là một thi phẩm như thế, để lại ấn tượng với độc giả là bốn câu thơ đầu tiên, hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ví dụ như vậy. Hoặc là trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Xuân Quỳnh được biết tới là một người nghệ sĩ sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Với chị, tình yêu chính là động lực giúp chị vượt qua mọi phong ba bão tố trong cuộc đời. Chị khát khao sống, khát khao yêu và luôn cháy hết mình cho tình yêu. Những thi phẩm mà người nghệ sĩ này viết thường hướng về hai đề tài, đó là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Một trong số những thi phẩm được coi là thi phẩm tiêu biểu cho tài thơ và tình thơ của Xuân Quỳnh mang một tựa đề vô cùng giản dị, bài thơ Sóng. Sao trích ra? Hiểu không ạ? Rồi, ok, rất phù hợp nhóc anh nhá. Em hoàn toàn có thể trích câu thơ trong bài Yêu của Xuân Diệu rồi bàn luận về tình yêu dẫn dắt vào. Ok, hợp lý. Được không nào? Đấy, đây là cái cách đầu tiên mà các bạn có thể sử dụng cho chị. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ đi từ tác giả và mở bài chúng ta sẽ làm như thế. Bao giờ cũng nói với các em rồi, nó sẽ bao gồm phần dẫn dắt. Được không ạ? Và phần đặt vấn đề. Được chưa? Rồi, thế thân bài thì chúng ta làm gì đây ạ? Luận điểm 1 bao giờ chúng ta cũng phải nêu về tác giả tác phẩm. Luận điểm 2, chúng ta bắt đầu phân tích về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Luận điểm 3, chúng ta sẽ khái quát và sau đó chúng ta sẽ kết bài. Đây chính là cấu trúc chuẩn cho dạng đề phân tích. Được không ạ? Ở phần mở bài em cũng có thể hoàn toàn dùng một cái câu cuối để em khái quát lại nội dung nhé. Chuyện đấy, việc đấy rất là ok, được không ạ? Nhá, thì bây giờ chị sẽ làm mẫu cho các bạn một cái bài nho nhỏ như thế này. Với cái đề trên như chị đã nói, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu như sau. Xuân Quỳnh, người phụ nữ đã dũng cảm từ bỏ sự nghiệp múa của mình để lao vào con đường thơ, viết lên thật nhiều những bài thơ hay để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Điều mà người ta cảm nhận rõ nhất khi đọc thơ của Xuân Quỳnh có lẽ đó chính là sự bình yên, sự dịu dàng vốn có từ trong sâu thẳm trái tim của người phụ nữ này khi viết thơ. Đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn đó là thơ viết về đề tài tình yêu và thiếu nhi. Sóng là một thi phẩm nổi bật như vậy, được viết vào năm 1000, được viết vào ngày cuối năm 1968 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Đây là khi Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những bồng bột, những cảm xúc bồng bột trong mối tình đầu của mình. Và có lẽ cũng chính bởi điều này mà thơ của Xuân Quỳnh bây giờ tạo ra cho người đọc một cảm giác tình yêu trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Bài thơ này được in trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào xuất bản năm 1968. Và tập thơ này cũng chính là tập thơ thể hiện sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Ví dụ như vậy, hiểu không ạ? Thì chúng ta sẽ xong luận điểm 1, chúng ta sẽ bắt đầu xong luận điểm 2, chúng ta bắt đầu phân tích. Kem ơi, bên nhà hàng xóm trẻ con nó đang khóc rất là ồn, đợi chị một chút, chị đóng cửa nhé. Thực sự là chị không hiểu sao luôn, nhưng mà ở cái ngõ này ấy, trẻ con mỗi ngày nó phải khóc ba bận. Sáng nó khóc một bữa, trưa nó khóc một trận và tối nó khóc một trận.
Chị không biết là tại sao nữa. Nhưng mà nói chung là cứ mỗi ngày một trận, mỗi ngày ba trận đấy, cứ nghe đủ ba bận như thế thôi. Mà nói chung là cái nhà này thì cái việc cách âm nó cũng không được tốt lắm ấy, nên là trời ạ, phải cố thôi chứ biết làm nào, các bạn thông cảm với chị nhá. Được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với cái phần thứ hai ấy. Thì ở trong cái phần thứ hai này, phân tích chị muốn lưu ý với các bạn là: thứ nhất, chị luôn luôn phân tích dựa vào từ khóa chứ chị không viết bừa. Bao giờ chị cũng chọn cái kết cấu chuẩn, đó chính là tổng phân hợp cho từng cái ý chi phân tích nhỏ của mình. Được không ạ? Và chị luôn luôn có những cái phần liên hệ và mở rộng sau khi chị kết thúc một cái ý nào đấy, và chị cảm thấy rằng là ở trong cái lúc đó chị có thể liên hệ. Được không ạ? Ví dụ nhá, với câu thơ đầu tiên chẳng hạn: dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ, từ và, thì đây, chị luôn luôn ghi ra giải thích luôn trong đầu là dữ dội và ồn ào là thể hiện cái gì, dịu êm và lặng lẽ thể hiện cái gì, từ và dùng có cái tác dụng là gì, hiểu chị không? Và bao giờ chị cũng có một cái để dẫn dắt vào, giống như việc là chị nói với các bạn là tặng cho các bạn một món quà, chị phải bọc nó thật là đẹp đẽ chứ chị không thể nào mà cứ cầm cái món quà thô sơ đó đi tặng được, nên bao giờ cũng phải có một câu dẫn. Tức là cái việc câu dẫn đấy chính là cái việc mà chúng ta chuyển từ luận điểm 1 và luận điểm 2, chúng ta có một cái câu dẫn, và câu dẫn đó thì chúng ta có thể vận dụng theo cái, ở đây bắt buộc là phải dựa vào cái tư duy học văn của các em thôi. Và cái việc mà các bạn, cái này thì phải dựa hoàn toàn vào cái khả năng diễn đạt của các bạn thôi, được không ạ? Nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Được chưa nào? Các em sẽ chú ý giúp cho chị điều này. Thì ở đây ví dụ chúng ta có thể làm nhá. Bắt đầu chuyển từ luận điểm 1 sang luận điểm 2 thì chúng ta bắt đầu viết là gì ạ? À, thơ gì ạ? Đã có rất là nhiều những người nghệ sĩ lựa chọn sóng và biển trở thành điểm tựa cảm xúc cho mình để viết nên những bài thơ hay. Xuân Quỳnh không phải là một ngoại lệ. Có thể là bởi vì đứng trước đại dương bao la, đứng trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, thế nên những cảm xúc của người nghệ sĩ này tự nhiên trở nên hồi hộp. Hai chấm xuống dòng. Xuân Quỳnh đã lựa chọn mở đầu bài thơ của mình bằng cách liệt kê ra, nêu ra những cái gì ạ? Trạng thái đối lập của con sóng. Hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép: dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Sau chúng ta bắt đầu phân tích, được không ạ? Dữ dội và dịu êm là thể hiện cái gì? Ồn ào và lặng lẽ là con sóng khi trời yên bể lặng. Và đây là hai cái trạng thái đối lập của con sóng. Thế nhưng mà nhà thơ đã rất là hay khi sử dụng từ và, phải không? Sử dụng từ và để thể hiện rằng đây là hai cái trạng thái cảm xúc luôn luôn song hành cùng với nhau. Trong gì ạ? Cũng giống như là đây là những cái cảm xúc trong tình yêu. Trong tình yêu thì có vui có, nhưng buồn cũng có. Tủi thân cũng có, nhưng mà hạnh phúc thì cũng có, đau khổ cũng có. Những cái trạng thái đối lập luôn đi cùng với nhau, phải không nào? Và đây cũng thể hiện là những trạng thái cảm xúc của người con gái trong tình yêu. Bởi vì là sao ạ? Vì tình yêu muôn thuở, có bao giờ đứng yên. Và người ta cũng thường bảo nhau là gì ạ? Làm gì có ai bình thường khi yêu. Thế nên là con gái vốn dĩ đã thất thường rồi, khi yêu vào lại càng trở nên thất thường hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi có thể vui ngay đấy, nhưng cũng buồn ngay đấy. Có thể hạnh phúc ngay đấy, nhưng có thể tủi hờn, giận dỗi ngay đấy. Đấy là chuyện rất bình thường, được không ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta có thể khẳng định là bên cạnh hai cái ý đó, cái lớp nghĩa ẩn này chưa dừng lại, mà hai câu thơ này với việc sử dụng những cái cặp trạng thái đối lập như vậy cũng là để thể hiện sự đối lập trong chính bản thân người con gái. Bên ngoài thì có thể rất là mạnh mẽ dữ dội, nhưng suy cho cùng, về bản ngã cuối cùng thì người con gái bao giờ cũng là những người rất dịu dàng và mềm yếu ở bên trong. Thế nên chúng tôi mới là phái yếu, thế nên chúng tôi mới cần phái mạnh che chở là như vậy. Được không ạ? Bên ngoài có thể rất là dữ dội, rất là ồn ào, nhưng mà bên trong thì trong sâu thẳm bên trong thì luôn luôn là một cái sự mềm mỏng, là một cái sự mềm yếu cần được che chở và rất là dễ tổn thương. Được không nào? Nhá. Thì tổng phân hợp ở đây có nghĩa là gì? Bao giờ chị cũng nêu ra cái nội dung chính của câu thơ đấy luôn. Sau đó chị sẽ vào phân tích từng cái chi tiết nhỏ. Và sau khi phân tích xong các chi tiết nhỏ, chị lại tụ hợp lại về cái kiến thức, về cái nội dung mà chị vừa làm. Đấy, đó gọi là tổng phân hợp. Sau đó thì các em có thể liên hệ, được không? Các em có thể lựa chọn những cái liên hệ phù hợp sau khi các em đã phân tích ý này xong. Hiểu vấn đề mà chị muốn nói không ạ? Ôi, hết hơi. Các em có hiểu không? Kiểu cảm giác thấy 2K2 không, gọi là không sụp sôi như là 2K1 nhỉ? 2K1 các bạn ý, chị cảm giác sụp sôi lắm. Mà tầm này chị thấy 2K2 vẫn im lắm. Các em vẫn đang chơi đúng không? Các em vẫn đang cảm thấy là chưa quan trọng đúng không? Nếu mà chưa quan trọng thì thôi, đúng không ạ? Các em vẫn chưa cảm thấy là chưa quan trọng mà, hay sao?
Khi đôi môi em còn đỏ màu. Các bạn có hiểu không ạ? Các em có hiểu không? Đây là cái câu mà chị hay hỏi nhất. Khi mà chị dạy lớp online ấy, thì câu mà chị hay hỏi các bạn nhất chính là câu: các bạn có hiểu không? Các em có hiểu không ạ? Các em có hiểu không? Tại vì chị luôn luôn sợ là các bạn ấy kiểu không hiểu ấy. Mặc dù chị đã giải trình rất là chi tiết, rất là khúc chiết rồi, nhưng mà lúc nào chị cũng sợ là các bạn ấy không hiểu được. Ui, 2K5 luôn ấy. Thực sự đấy. Trời ơi, tôi thật là ngưỡng mộ. Các anh chị 2K2 đâu rồi? Vào mà xem các em 2K5 các em ấy học đây này. Trời ơi là trời. Rồi, thì đấy, chúng mình sẽ làm như thế nhá. Sau khi mà chúng ta kết thúc một cái xong thì các em sẽ liên hệ, đúng không? Ok chưa? Và sau đó các em sẽ kết bài thôi, được không ạ? Các em kết bài thì đơn giản lắm. Thực sự đấy, đối với cái dạng phân tích thì các em kết bài rất là đơn giản. Các em có thể nêu ra vị trí của người nghệ sĩ đó trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hoặc là vị trí của người nghệ sĩ đó ở trong cái cảm xúc của các em trước khi... Trước đó thì các bạn sẽ khái quát lại về cái nội dung, cái đoạn mà các bạn vừa phân tích, cái phần mà các bạn vừa phân tích. Sau đó chúng ta có thể kết bài là gì ạ? Ví dụ nhá. Và gì ạ? À, vị trí của Xuân Quỳnh dường như mỗi chúng ta hôm nay ở đây đều đã dành sẵn trong lòng mình, cũng như mỗi lòng yêu đã dành sẵn một bến bờ để sóng của Xuân Quỳnh tìm về vỗ mãi. Ví dụ là như vậy, hiểu không? Các bạn ơi, lớp học online của chị vẫn còn nhận học sinh đấy. Thế nên là các bạn nếu như muốn học cùng với chị đến lúc thi thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage học văn chị Hiên nhá. Được không ạ? Nhá, không đến lúc mà không nhận nữa rồi là mất cơ hội đấy. Được chưa? Rồi. À, thì đấy, chúng ta có thể kết bài một cách cực kỳ đơn giản như vậy. Mượn một cái nhận định ở trong một cái bài nào đấy, sau đó chúng ta kết thúc. Thì thường chị khuyên các bạn là các em nên kết thúc bằng nhận định. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là nếu như các bạn kết thúc bằng nhận định ấy, cảm giác về cái chiều sâu trong kiến thức của các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều đấy. Và người chấm cũng sẽ cảm thấy thích hơn, được không? Và một trong những cái lời khuyên nữa mà chị dành cho các bạn khi viết bài, các bạn hãy quan tâm một chút tới cái cấu trúc. Bởi vì cấu trúc rất là quan trọng, cấu trúc của bài viết các bạn rất là quan trọng. Giống như kiểu bên ngoài ấy, xây một ngôi nhà ấy, kiến trúc đẹp ấy, thì nhìn người ta cũng sẽ thích hơn là một cái ngôi nhà không có kiến trúc. Thế nên là đây chúng ta đang xây một cái bộ xương cho nó, chính là cái thể hiện ở bên ngoài. Thì các bạn cũng cần phải chú ý, bên cạnh chữ sạch đẹp là một phần rồi, nhưng nếu như các bạn có thể mở đầu bài viết của mình bằng một đoạn thơ thì hãy kết thúc bài viết của mình bằng một đoạn thơ. Nếu như mở bài của mình bằng một nhận định thì hãy kết thúc mở bài cùng bằng một nhận định. Nếu như mở bài bằng tác giả thì kết thúc sẽ bằng vị trí của tác giả đó trong lòng của độc giả hay là trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Thì chị nghĩ là nó sẽ gây ra cái sự ấn tượng rất là nhiều với những người chấm. Được không ạ? Nhá, ok chưa? Rồi các bạn ơi, chị hy vọng là ngày hôm nay với cái phần chia sẻ này của chị thì các bạn đã có thể vỡ ra được nhiều thứ trong cái quá trình học văn của mình. Được không ạ? Chị hy vọng là như thế. Các em đã có thể vỡ ra được nhiều thứ hơn trong quá trình học văn của mình. Và tất nhiên rồi, team chị Hiên thì lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả các bạn. Được không ạ? Rồi, để kết thúc buổi ngày hôm nay, chị sẽ đọc cho các bạn một bài thơ mà chị nghĩ rằng đây là một bài thơ kinh điển. Tại vì chị đã đọc nó rất là nhiều rồi ấy. Được không ạ? Chị đã đọc nó rất là nhiều rồi và chị vẫn hy vọng là các em sẽ thích bài thơ này. Và nếu như mà có thể thì hãy vận dụng tất cả mọi thứ để làm cho bài viết của mình đúng nhất và hay nhất các em nhé. Bài thơ được mang tên là Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Được không nào? Chị hy vọng là các em vẫn còn ở lại để chúng ta nghe nốt bài thơ này. Chị biết là các bạn đang gặp rất là nhiều những cái vấn đề, nhưng mà không có cách nào giải quyết bằng việc tự bản thân mình giải quyết đâu. Thế nên là chị hy vọng là các em sẽ tìm ra phương pháp để giải quyết. Bài thơ như sau. Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, xóa nhòa hết những điều em hứa. Mây đen tới, trời chẳng còn xanh nữa, nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Cơn mưa rào nuôi trận mưa ngâu, xóa cả dấu chân em về buổi ấy. Cối phai nhạt mùi hương bối rối, lá trên cành khô tan tác bay. Mưa cướp đi ánh sáng của ngày, đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ. Thức chẳng yên, sở giang giấc ngủ, hạnh phúc con người mong manh mưa xa. Bản nhạc ngày xưa, khúc hát ngày xưa,
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất, dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc, tựa đầu ta nghe tiếng hát xu nhau. Riêng lòng anh không quên đâu, chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió, cây lá với người kia thay đổi cả, em không còn màu mắt xưa. Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, thương vườn cũ gãy cành và rụng trái, áo em ướt để anh buồn khóc mãi, ngày mai chúng mình xa sao em ơi. Các bạn thân mến, đây là một bài thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, cũng là một người mà đóng một cái vai trò quan trọng, cực kỳ là quan trọng trong cuộc đời của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị hy vọng rằng là ngày hôm nay với bài giảng này, các em đã có thể vỡ ra được một điều gì đấy. Các em có thể yêu thích môn văn hơn một chút xíu so với ngày hôm qua. Và các em cũng sẽ có thêm một chút xíu động lực để ngay lập tức bỏ văn ra và bắt đầu cái cuộc hành trình đầy thú vị này. Hãy nhớ lời chị dặn nhé. Nếu như các em thực sự yêu một điều gì đó rồi thì các em sẽ làm nó rất tốt. Thế nên chị cũng mong là các em sẽ yêu môn văn hơn. Khi mà các em đã yêu môn văn và các bạn thực sự mong muốn là có thể viết được một bài văn hay, có thể cảm nhận được rằng bài văn đó là hay hay không, thì chị nghĩ là việc đạt được điểm 8 trên 8 đối với các em trong cái kỳ thi quan trọng sắp tới cũng là một điều đơn giản thôi. Các em có rất nhiều quyết tâm, và chị nghĩ là với những cái quyết tâm như vậy, các em hoàn toàn có đủ tự tin để làm được những điều mà các em mong muốn. Được không nào? Nếu như có khó khăn gì thì đừng ngại nhắn tin về cho chị nhá, vì chị luôn luôn là người đồng hành cùng với các bạn trong chuyến hành trình này. Chị mong là các em sẽ không ngại, và chị mong là các em cũng sẽ hết sức thông cảm cho chị và hãy chủ động trong mọi việc, bởi vì nhiều bạn cứ nhắn tin cho chị mà hỏi những cái câu rất là đơn giản. Được không ạ? Thực sự khi nào mà cần đến chị thì hãy chia sẻ với chị. Còn nhiều bạn mà cứ nhắn tin cho chị hỏi những câu đơn giản như vậy khiến cho tim chị Hiên đôi khi là cũng mất cảm xúc. Bởi vì thực sự là biết là các bạn ấy quan tâm tới chị và quan tâm tới tim của chị Hiên thì mới hỏi. Nhưng mà chúng ta phải hỏi những cái câu gì nó đáng hỏi chứ, đúng không? Nhá. Thế nên là hãy lưu ý giúp cho chị điều này nha. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã theo dõi phần livestream này. Đừng quên là chị Hiên có bộ tài liệu rất là hay để chúng mình có thể ôn thi đại học đấy. Và cũng đừng quên là chị vẫn có khóa học online dành cho các em. Thế nên là nếu như mà mong muốn được gặp chị hay là được đồng hành cùng với chị thì đừng ngại ngần nhắn tin cho fanpage Học Văn chị Hiên các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, ngủ thật là ngon và ngày mai có thật là nhiều năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình này nhé. Ok, cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.